rồi bé Ly về nhà rồi. Mày thấy nó rớt nó mắt đột đột chứ không? Dạ. Ra nói với con, con đi cha niệm Phật cho con. Ra người dòm với con rồi đó, Kim Ly nó đi rồi con ơi. Đi rồi trong nằm cái trong hồi sức chờ đợi không được chứ đi mòn mỏi quá rồi. À, dạ mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video của Trần Nam nha. Cô chú anh chị thì bây giờ thì Nam cũng ngồi nói chuyện với bà ngoại một chút xíu. Thì trong những cái tháng ngày vừa qua thì tất cả cô chú anh chị mình cũng đã theo dõi kênh của Trần Nam cũng như kênh Hoàng và bên chỗ anh Long thì cũng biết về Nam cũng rất là nhiều. Đi chung với bà ngoại, đi rất là nhiều nơi. Thì một cái hành trình chung là nó cũng không có dài, thì đâu đó cũng gần 2 năm, không phải năm mấy, gần 2 năm. Thì giữa Nam và bà ngoại chung là tất cả mọi người trong gia đình nói chung là rất là thân. Thì riêng bản thân Nam thì bà ngoại cũng rất là thương Trần Nam đó cô chú anh chị. Cho nên ví dụ như có một số người cũng không có theo dõi thì cũng không biết, nhưng mà những ai mà theo dõi về bên bé Ly thì sẽ biết Trần Nam rất là nhiều. Thì trong những tháng ngày vừa qua thì thật sự rất là nhiều kỷ niệm với bà ngoại và bé Ly. Thì riêng về bé Ly cô chú anh chị cũng biết mà, rất là nhiều video về bé Ly là Nam với Hoàng hay chọc kẹo bé Ly lắm, thì rất là thương. Nam với Hoàng cũng thường xuyên ẵm bé Ly đó, rồi đi đây đi đó cùng với anh Long, rồi đi qua bên Campuchia đó. Chung là rất là nhiều. Và một điều đặc biệt mà sau khi mà bé Ly mất mà Nam không cần phải nhắc đến nhiều, thì cô chú anh chị mình cũng biết vấn đề đó là chỗ nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đó. Thì anh Long thì trong những ngày vừa qua thì bà con cô bác mình thật sự ai ai cũng thương, ai ai cũng quý anh Long, nói chung rất là tuyệt vời đó cô chú anh chị. Còn bà ngoại thì trong những ngày vừa qua thật sự bữa nay thì bà ngoại hơi đỡ đỡ một chút, nhưng mà trong mấy ngày vừa qua thì có một số chuyện chung là nó khiến cho bà ngoại cũng khá là buồn. Về cái câu chuyện của mẹ bé Ly mà bà ngoại thì buồn lắm cô chú chị. Trên cái video này bà ngoại có chia sẻ gì tới anh Long không? Có mà sao nói được, thì ngoại cứ nói đi mà anh Long sẽ xem. Yên Long nó đi thì cũng thương thương ngoại lắm, nó thương Kim Ly lắm. Đi khán giả nói sao không cho Kim Ly đi mà đi ẩm, rồi Long nói ẩm chứ để người ta đạp nó cái chết nó luôn. Rồi đi tới quán ăn thì cũng ngồi cho con nó ngồi đút cơm cho nó ăn, Long ăn miếng thì cũng đút cháo miếng, nó thương dữ lắm chứ không có mà ai mà ghét. Rồi cô Hoàng Nam cũng vậy, ổng kêu trang điểm thì có thằng Nam thì kêu Nam, không có thằng Nam thì kêu Hoàng. Trang điểm cho em đi đâu rồi cũng thay phiên hai đứa ẩm, phụ với Long chứ đâu có bỏ. Rồi đi đồng nghiệp đi đâu nổi. Cũng nhờ đó chứ nhờ mấy đứa con hết. Thật sự riêng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nói chung là giữa Nam Hoàng với anh Long với bà ngoại nói chung là giống như người trong gia đình đó cô chú anh chị. Có một điều để rất là đặc biệt riêng về anh Long thì đồ ăn đủ của anh Long lúc mà có bé Ly đi chung là anh Long nói chung là không có ngại mà ăn riêng gì hết đó cô chú anh chị. Kể cả anh Long uống gì thì anh Long đút đó ăn gì đút đó, hai cha con ăn chung với nhau vậy đó. Cái đâu có gốm ghê gì đâu. Thật sự mà khi mà anh Long đi chơi với bé Ly là một điều rất đặc biệt, rất là vui.
và không có suy nghĩ này kia nọ. Long rất là vui, rất là lạc quan, chơi với Billy rất là vui lắm. Thường ngày của Long cũng nói nó đi với Belly nó vui, nó có tinh thần chơi với Kim Ly, nó không có Kim Ly không có làm gì cho buồn À, phiền không có sợ mít hết. lòng. Long thường cũng nói vậy, Dạ. nói ngoài cũng nghe vậy. Tuy lúc cái thời gian qua thì đi với anh Long á, thì đa số thì thức khuya là nhiều, nhưng mà tại vì đi hát mà, đi hát thì bắt đầu muốn muốn hát thì phải sớm, phải 9-10 giờ mới hát. Vậy chứ con thấy không, xe vừa đậu thì em nó mở mắt ra liền Mà nó không có kêu. một điều rất là đặc biệt như thế này, tuy là bé Ly trên xe ngủ nha, nhưng mà tới chỗ kêu dậy rất là tỉnh, tỉnh bơ à, không có Bơ mà sặc sừ hay là không mà có, kiểu gục gặt hết. không có mà thấy gì đâu, vui lắm. Cô chú anh chị còn nhớ những cái đồng mà anh Long mua từ bên Mỹ đem về nè, cái túi nè đó, rồi về Việt Nam thì đi cái đầm, nhất là cái đầm màu vàng đặc biệt, cái đầm màu vàng là Nam còn nhớ là còn đâu mấy chục ngàn nữa là 1 triệu, là trong cái ngày ra mắt MV ly hôn của anh Long đó, một cái đầm đó rất là dễ thương, rất là đẹp của cô chú vậy. Là bữa đó mua là có chị bầu Thô Thiên Kim đó, nuôi ở bên Vincom á nó, thì qua những cái câu chuyện nói chung là rất là nhiều cái kỷ niệm về bé Ly. Nói chung là anh Long khi mà cái sự ra đi của bé Ly á, anh Long nói chung là người rất là buồn, rất đau. Tuy là anh Long không có từ cái ngày mà bé Ly chôn cất xong rồi, anh Long không không có lên tiếng về vấn đề đó, mất công là sẽ ồn ào quá cả nhà. Nhưng mà trong thân tâm của anh Long á, anh Long á, rất là thương bé Ly. Mày thấy nó rớt nước mắt đột đột chứ không? Nghe nói với con đi ca niệm Phật cho con. Nghe người dòm chứ coi như rồi đó, Kim Ly nó đi rồi con ơi. Nó đi rồi, nó đông nằm cái đông hồi sức. Chờ đợi không được, với Kim Ly mòn mỏi quá rồi. Thì trong những tháng ngày mà những ngày vừa qua thì chung là bà ngoại vừa là em mất rồi, vừa chuyện gia đình đó, không phải mà Nam muốn chia sẻ lên để làm cái gì đó, nhưng mà thật sự rất là, cũng rất là khó chịu, rất là bức xúc. Thì trong những cái video của những anh em khác cũng có chia sẻ trong mấy ngày vừa qua, thì cũng người ta cũng cũng bức xúc mà khi mà một người con mà đối với bậc cha mẹ như vậy á, thì người ta bức xúc, người ta lên tiếng. Ai cũng vậy hết á cô chú anh chị. Còn Nam đi xuống đây á, thật sự bà ngoại, cậu Năm, mợ Năm, tất cả mọi người ở đây ai cũng thương hết. Chung là xuống đây mà giống như hôm bữa mà buổi tối bữa tuần thứ hai đó, 12 giờ mấy, 1 giờ sáng hay gì đó, y 1 giờ mấy sáng, bà ngoại bả lòm còm ngồi dậy, bả sợ Nam đói bụng phải đi ra hâm hâm thịt cho Nam ăn. Là nói chung bà ngoại rất là thương. Thì trên cái video này á, thì sẵn đây á là có một chị ở bên Đài Loan bả á. À, chị không có nói tên cho nên là chị nhờ con gửi riêng cho bà ngoại để tiền thuốc men hay là ăn uống gì đó. Rồi sao ông đó con cũng gửi lần cũng có nói lại sao Cái này là một một triệu nha, là của chị ở bên Đài Loan đó, nhà con gửi cho bà ngoại. ngoại cảm ơn cô ở bên Đài Loan như con tấm lòng cho ngoại tiền. Ngoại cảm ơn cô nhiều lắm. Thật sự trong 2-3 lần gì đó là khán giả mà gửi cho Trần Nam á, thật sự là những cô chú anh chị á, thật sự người ta bằng cái tâm á cả nhà. Là trước khi mà Nam hỏi Nam có chị ơi có chia sẻ không,
thì chị nó không cưng à, cứ nói ở bên Đài Loan như vậy được rồi, là tại vì cô ít lòng nhiều thì muốn khi mà bé Ly mắc như vậy đó rồi muốn gửi cho ngoại một ít để ngoại thuốc men đó. Thì một lần nữa thì Nam cảm ơn chị gái rất là nhiều. Mày cảm ơn nhiều. Thì ngày mai bắt đầu cúng 3 cái 7 cho bé Ly với cô chú anh chị. Bà ngoại mấy bữa nay thì rất là chung là bữa nay hơi đỡ đỡ một chút rồi, nhưng mà qua cái câu chuyện của mẹ bà Ly thì bà ngoại rất là buồn, chung ai cũng vậy hết không vậy, khi mà nuôi từ nhỏ tới lớn mà đối xử như vậy thì chung ai cũng buồn, ai cũng bức xúc. Bà ngoại là người thật ra rất là khổ tâm, khi mà lúc mà bé Ly còn sống đó, là bà ngoại rất là khổ tâm. Thấy bà ngoại như vậy chứ không phải vậy đâu, mọi người ở ngoài chưa tiếp xúc đó, thì mọi người không biết đâu, khi mà Trần Nam mà tiếp xúc với bà ngoại ngoại rất là khổ tâm, đâu phải khi nào mà điện lên mà mẹ bé Ly điện lên hỏi thăm bà ngoại đâu, không bao giờ, không bao giờ mà điện lên hỏi thăm ngoại khỏe hay không này kia đâu, không có đâu. Hôm bữa là còn hứa là ở 49 ngày mới đi hả ngoại đó, nhưng mà thật Em hứa với mấy người YouTube rồi đó, ở dạ 49 ngày mà thằng con nó với thằng chồng nó kêu là đi liền. vậy là hứa với mấy anh em YouTube Hứa là đàng 49 hoàng, ngày mới đi hứa đàng hoàng đó. Thì mày. có rất là nhiều anh em YouTube khác cũng có quay mẹ bé Ly thì có hứa là 49 ngày mới đi, mà nhưng mà thật ra thì mới 2 cái 7 thôi là đã đi rồi, qua 2 cái 7 qua ngày 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 hôm sau không mày. Ở trong ngày đó nó đi liền, À là bữa đó đi luôn. cũng rồi nó đi liền, quậy rồi nó đi Nó thì cái liền, bữa chồng nó với con nó kêu nó sợ muốn chết luôn, chạy cái không bữa cho đó chết. là dắt 2 mấy 3 giờ là Nam đi về trước, thì con nghĩ là chị còn ở đây. Nó đi liền, điện con nó rượu làm quá trời mà, điện con chồng nó. Trời ơi, mà sợ nó còn hơn cái gì nữa, mà bây giờ chung ly nó chết rồi mà không còn sợ nó gì nữa. À, thật sự mấy năm qua, ngoại không có nói với lý do là bé Ly bà ngoại đang nuôi bé Ly cho nên nó là bà ngoại mới chịu đựng, nó thẳng ra là dùng từ là chịu đựng đó cô chú anh chị. Động cái này nó ẵm con tôi ẵm. Kể cả có một vài lần là Nam còn nghe nghe cuộc nói chuyện đi trên xe á, nếu mà ngoại không đưa tiền á là đòi bắt bé Ly về, nhưng mà mọi người đâu ai biết, ở người ngoài thì đâu ai biết đâu, chỉ có những người mà đi chung với ngoại mới biết thôi. À, cũng bà ngoại chung rất là uất ức về cái vấn đề đó, cho nên mà bữa con về, chảnh xong rồi 2 3 ngày sau con nghe ngoại chia sẻ vậy kêu rồi bà ngoại chắc cũng bé Ly vào mắt rồi, bà ngoại không không thể nào để trong lòng được nữa, rất là nhiều năm rồi chứ không phải mới đây đâu cô chú chị. Nhiều năm từ ngày ngoại đi mà ẩm Kim Ly đi chùa đi chợ tới giờ cho tiền nó con coi biết bao nhiêu chứ phải không cho đâu. Là bà ngoại chịu đựng có thể là 5 7 năm, cái chục năm không ngoài, 20 mấy năm. nói chung là ngoại chịu đựng cái thời gian rất là dài, mà cứ không lâu là điện cho bà ngoại xin tiền. Nó tay chân còn vậy đó, nó già cả không nói, hai người mà nuôi một thằng con không nổi, cái ít ngày cái nhà trọ hết tiền ăn, nhà trọ bệnh tôi nó tù rồi đó, nó về đó người ta thấy chứng kiến rồi
Có bệnh hay là sao? Nói chung thì bà ngoại giờ cũng nhẹ được cái lòng rồi. Ngoài không có lo sợ nó ẩm đi Dạ, bây giờ đâu còn sợ ẩm ở đâu nữa, đâu còn sợ đòi bắt bé Ly nữa. thương em đi quá thôi, bao giờ cũng ai chịu nổi. Mừng nhưng mà mừng tôi chết tội nghiệp Bé Ly á, thật sự cô chú anh chị, sao giờ em quá. chăm sóc bé Ly mà lúc mà không phải như bây giờ mà 8 9 kg bây giờ đâu, lúc mà 3 4 kg 4 5 kg hả ngoại. Bao ký à, Đó, đâu cái có lúc đó nhiều. là cái thời gian đó là rất là cực, rất là gian nan đối với bà ngoại. Trời ơi, mày để trên mình nó khóc sáng đêm con ơi, để nó xuống đâu nằm được, không có hơi mình nó chịu đâu nổi. Cô chú anh chị đâu đâu biết cái cảnh mà ngày xưa bà ngoại bỏ vô xe đạp đúng không ngoại, bỏ Xe vô xe đạp đạp, bỏ vô cái gỗ kìa, lúc đó xe là bé Ly mấy ký ngoại hai ba ký gì đó. chở đi chợ đi lầu này đầu kia lên Bình Dương lên bên cát á. Ở chợ chơi gì, chơi gì rồi ra ngoài Vũng Tàu cho Bà Rịa, Bà Rịa. ngoài ở tỉnh cũng mấy tháng trời cháu nó trển cứ lên đi lên đó rồi nó cho cái mượn cái xe chở sáng nhưng mà cháu chạy đi chiều tối bà cháu chở gì nhà cháu nó ngủ rồi cỡ nó ngồi chở rồi ôi ai cũng thương con ơi cho tiền thôi hết sức luôn. Tại vì bé Ly á, khi mà lúc mà sanh ra là chắc hơi chưa đựng ký không ạ, Vừa có 800 gram 800 rồi gram mấy cô anh chị, mà bà chút xíu rồi thở hôi hộp cái là bà xương ngoại bà nuôi cho tới 23 tuổi, cô chú anh vừa chị nghĩ đi, hỏi lúc hỏi sao mà bà gần để ngoại không ruột thương cái bé Ly cho được. nhưng mà nó sống nó sống rồi nó con không đánh nó con đánh không được thương nước nó không đánh không được ngoại ơi. Nằm lên mình ngoại ngủ để xuống nó chịu không nổi nó khóc hết trước. Sau này mấy năm sau này là vòng bé Ly á, bà ngoại là hơi khỏe hơn chút, chứ lúc trước là không thể nào mà mình diễn tả được đâu cô chú chị. Ôm gì lắm cỡ ra ngoài ôm nuôi cực khổ nằm trên võng công đưa xuống luôn khóc thôi hết chứ khóc. Tính ra từ lúc mà bé Ly mấy tuổi là bắt đầu ngoại với bé Ly bắt đầu đi đi vô chùa rồi xin tiền Cỡ nó cũng 3 4 tuổi 30 rồi tuổi. lớn rồi mà con ơi, Dạ. 3 tuổi mới biết đi biết nói về đi về nói được. Dạ. Ngoại ngoại cũng đi ra ngoài đi đi nhận sinh vật Kể tính ra cái từ cái ngày mà bé Ly mà 3 4 tuổi bắt đầu đi, tính ra cũng 18 19 năm, là tính ra hai bà cháu là đa số là ở nhà ít hả ngoại. nhà đi xuống luôn đó cậu năm ở năm mần á trên Bình Dương Dạ. bên cảnh trời ơi dân đất thương hết trước mẹ ẩm đi Đại Nam đại gì cũng có đi Là hai bà cháu là cứ đi hết chỗ này hết chỗ kia để mọi người cho tiền để mà bà ngoại về lo cho bé Ly. Thì bé Ly thật sự rất là khó nuôi chứ không phải đơn khó giản đâu, nuôi lắm con ơi. mà bệnh hoạn bệnh mỗi lần bệnh là cực kỳ là khó. Bệnh lần nào cũng nặng chứ chỗ mũi là nhiều chỗ mũi ho thuốc uống không ngày nào trong nghiệp hết chứ không ngày nào hết thuốc hết đâu. Đi với bé Ly với bà ngoại á, hình như là bé Ly uống thuốc à, suốt luôn á cả nhà. Không chết rồi mà còn thuốc kháng gió mua cả triệu bạc mà chưa Trước uống khi hết bé Ly mắc á, là bệnh sáng chó nữa là chưa hết luôn đúng không ngoại, hết rồi mới vừa hết không. mới hết cho em chết biết bao nhiêu mấy năm ngoài chạy biết bao nhiêu mà không có ra chứng bệnh máu nó đổ chảy gãy gãy sáng đêm trên đầu dò cẳng
nhỏ muốn chết luôn. À, đúng ra bữa nay á, là Nam gọi cho anh Lâm để nói chuyện với bà ngoại, nhưng mà hồi sáng giờ cái quên, cái Nam ngủ rồi, chắc tối nay gọi cho anh Long nói chuyện với bà ngoại. Thương thua thẻ, người mẹ ơi, người đi diệm ơi, kiếm cái chết này sao, người ơi, đi diệm ơi, ở này cũng mệt quá, làm đi về được con đêm, cái bệnh viết, cái tới đi nhà thương, nó chết. Mà cái bữa mà trước khi bé Ly mất á, thật sự biết như thế nào á, là Nam cũng vừa trên Gia Lai về, về nhà đúng một ngày qua, và chiều ngày hôm sau là Nam cũng tranh thủ là thuê chiếc xe, thuê chiếc xe để đi qua thăm bé Ly, thì cũng đúng ra là cũng không có được gặp đâu cô chú anh chị. Thì cái clip mà đầu tiên mà Nam chia sẻ về bé Ly mất là clip đó, Nam vô chưa đầy một phút thì Nam quay được một chút xíu thì bị la, cho nên được chút xíu thôi, cũng khá là may mắn khi mà con vô nhìn bé Ly được lên cứu. Không, bé Ly lúc đó nó thiếp rồi. Trời ơi, chỉ là thở cái máy trợ thở thôi, cái nó chết rồi đâu rồi đó, rồi mẹ nó vô ở cả đêm đóng mà cũng không biết, nó không cho mà mẹ nó ra nữa, để ở ngồi trống mà không cho, nhưng mà thì, vô không cho nữa. Kiểu như là vẫn tim vẫn còn đập, nhưng mà bé Ly giống như là đang bị thiếp đi, kiểu như đang mê á, mê rồi. Đang mê còn biết gì nữa con, bên Ngọc Thạch nó chuyển qua rồi, mày thấy rồi, không biết chuyển qua vẫn còn nói ngoại ơi, con đau quá ngoại ơi, cứu con ngoại ơi, trời ơi, tiếng nó làm sao ngoại quên được con ơi, chết cho con mà chết luôn trong nồi. Con còn nhớ cái thời điểm đặt trước á, trước mà cái tháng mưa mà trước khi mà anh Long còn đâu gần 2 tháng, tháng mấy anh Long về Mỹ cô chú chị, anh Long rất là tinh tế, thời điểm đó mưa là ít có hát, nói chung khi mà 3 show khi hát được 2 show thôi, mưa bị bể, nhưng mà những show mà anh Long hát đó, là những cái tháng mà cuối để mà đi về Mỹ đó, hát ít rồi mà khán giả cũng ít có cho tiền cho bà ngoại á, anh Long là chích chích ra tiền tiền hát show đó để cho bà ngoại với bé Ly trong mấy tháng anh Long về Mỹ, để có được ít tiền mà để thuốc men ăn uống đó. Mệt quá trời. Hát như là một show một chỗ hát, cái 2 show là cho như nhớ là 1 triệu đúng không? Mỗi điểm là anh Long cho 500 ngàn, để chích riêng cái đó là cái phần mà chích ra thôi, còn cái phần cho là không tính. Ngoài bữa Long đi đưa về nè, đưa về rồi Long cho rằng mẹ về mua gạo với mì rồi đó, về mất mẹ hết trơn rồi mẹ đâu có mua, về để người ta lấy mất tiêu. Rồi cái gì đó chiếm đó là nó cho 3 triệu bạc, rồi cái gì ở nhà đây nè, rồi có 2 bữa đi trở lên đó chứ, đi theo nó trở lên đó. Bé Ly rất là thương anh Long, thương cái gì nó, con cũng vì cha, nhưng mà đặt tới nè, qua mùng 10 Tết này nè là anh về nước. Năm nay anh sẽ làm từ thiện, anh cũng một phần để hồi hướng cho bé Ly. Hôm bữa anh có chia sẻ tại sân bay. Đó. Nói chung là anh Long làm những cái điều chung là rất là tốt đẹp cho bé Ly á cô chú chị. Trong mấy ngày mà anh Long mà chuẩn bị đi về Mỹ, thật sự có rất là nhiều bà con cô bác hỏi anh Long có xuống thăm bà ngoại trước khi đi về Mỹ hay không. Thật sự 3-4 ngày đó là anh Long thật sự không có thời gian luôn cô chú chị.
Thì rồi đi trước khi rồi xuống đây đám rồi nó có nói mãi rồi Dạ. nó cũng vài bữa là con muốn về Mỹ rồi con cũng xin về điện về cho ngoại để thăm ngoại nó đi ngoại giùm thấy nói mấy con nó nói xuống thăm ngoại sai giùm cho nói lúc ngang cho em cho cháu ngoại như thấy hết trơn rồi con ơi. Nói chung không phải là mình nói như thế nào, nhưng mà thật ra anh Long như thế nào thì tất cả mọi người cũng đã biết, và cái người mà cảm nhận được là người bà ngoại. Nói chung là anh Long như thế nào bà ngoại đều cảm nhận được hết. Còn đúng ra là còn một cái lịch mà để đi tour nữa đó. Cô chú vậy đi tour ra Nha Trang, nếu mà có thời gian là đi ra Huế nữa, nhưng mà anh Long chưa có thời gian để mà sắp xếp mà cho bé Ly với bà ngoại đi chơi. Hôm đó nó cũng nói ra. Long nói đợi khi mà thi giải toàn quốc xong rồi sắp xếp được là bắt đầu đi ra Nha Trang với Huế. Đó là Trần Nam nè, cũng là sẽ đi cái chuyến đó luôn, nhưng mà không may thì bé Ly lại mắc bệnh nặng rồi mất, là cái cuộc hành trình nó còn bị dang dở đó cô chú chị. Cái video này thật ra là Nam cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm thương bà ngoại, cũng như là thương nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đó. Thì một lần nữa thì Nam cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình rất là nhiều đã đồng hành cùng Trần Nam và nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long trong những tháng ngày qua. Thì khi mà đi tới đâu á, ai cũng nhắc Long và Lê Giết, nói chung là nó giống như là có một sự liên kết là rất là gắn liền với nhau, đi tới đâu ai cũng hỏi. Thì bà con cô bác mình ai cũng thương hai cha con hết, Kim Tiểu Long và Kim Thì một lần nữa thì Nam cũng xin phép cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi kênh của Nam. Chúc cho tất cả cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. À. Cảm ơn tất cả cô bác. À. Rồi ngoại cửa thì cũng cố gắng cho có sức khỏe, ăn uống rồi. Thì mai mốt vào rồi có thể rảnh rảnh thì đi đây đi đó chơi. Nên thôi. À, rồi thôi vậy thôi, ngoại vô nằm nghỉ đi.